các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm chủ đề là tips chụp ảnh cho đôi bạn thân, và đồng hành mình ngày hôm nay sẽ là Minh à. Và không dài dòng nữa, chúng mình sẽ cùng bắt đầu cái video ngày hôm nay ngay thôi nào. Xong rồi mọi người sẽ đứng cao ngắn, mọi người quay gần xíu, xong là mình lại bắn ra. Nói chung là các cái di chuyển thì mình cứ di chuyển chậm chậm thôi ấy. Ok. Đây. Và bọn mình bắt đầu tạo dáng chụp ảnh thôi. Hôm nay không hiểu sao hai đứa không hẹn nhau mà cùng mặc áo màu tím và quần bò. Và như các bạn biết đấy, outfit match nhau cũng là bước đầu của thành công cho ra những bức ảnh đẹp rồi. Khi chụp ảnh chung thì các bạn đừng quên tương tác lẫn nhau nha, đặc biệt là một vài skinship cơ bản. Có một lưu ý chung khi chụp ảnh là các bạn cần phải thẳng lưng và ngẩng cao đầu. Tuy nhiên đừng hất mặt lên quá cao, nhiều bạn nghĩ là hất mặt thì trông sẽ ngầu hơn nhưng thực tế là không mọi người ạ. Bởi vì khi bạn hất mặt lên thì sẽ lộ rất là nhiều khuyết điểm trên khuôn mặt. Sau đó bọn mình bắt đầu đố bản tạo dáng sexy giống mấy chị ở trên mạng. Nhưng mà không tới mọi người ạ, tại vì hai con đều đi lép ấy, cứ quay ra rồi lại quay vào. Trời ơi, trông buồn cười thật sự luôn. Và sau khi tạo 7749 dáng như hai con đười ươi chính hiệu thì đây là kết quả của bọn mình nè. Quên, lúc nãy có một lưu ý mà mình quên chưa nói mọi người, đó chính là khi chụp ảnh chung hay là riêng hay bất kỳ một ảnh nào thì các bạn cần phải chọn một cái background trong sáng và sạch, không có người thì bức ảnh mới đẹp được. Mặc dù outfit mà bọn mình mới thay ra không cùng màu thế nhưng mà vẫn khá là match nhau, tại cùng là crop top và nó là dáng ba lỗ nữa. Một cách tạo dáng đơn giản và phổ biến nhất khi chụp ảnh đó chính là một người ngồi và một người đứng, và cũng có thể dựa lưng vào nhau để tăng cảm giác thân thiết hơn. Đoạn này đang tạo dáng giỏi thì sao lại mắc vào răng, trông chán không chứ. Các bạn có thể tham khảo dáng dơ nách thần trưởng của chúng mình nha, trông có vẻ tự nhiên phết ấy. Hết tạo kiểu một đứa ngồi một đứa đứng thì bây giờ cả hai cùng ngồi nhưng mà ở độ cao khác nhau nha. Và cùng mình xem kết quả nha mọi người. Mình định chụp vào chân thang máy này nhưng mà người đi qua đi lại khá là nhiều, với lại đằng sau có dính một chút xanh xanh ấy, trông khá là quê nên bọn mình quyết định chuyển địa điểm. Nãy giờ chắc các bạn thấy bọn mình chụp khá là nghiêm túc đúng không? Nhưng thật ra mỗi lần trước khi bấm máy thì bọn mình đều nghịch như hai con vượn lâu rồi chưa được trèo cây. Outfit lần này của hai đứa thì cũng là một pha không hẹn mà gặp khi cùng diện chân váy tennis xếp ly. Bởi vì đây là lối vào chỗ gửi xe nên là đường đi khá là hẹp và mọi người cứ đi ra đi vào rất là đông, nên bọn mình phải rất là cố gắng mới có những bức ảnh đẹp mà không dính người. Bắt đầu. Và đây chính là cảnh đắt giá nhất của video ngày hôm nay. Thật tình cờ và thật bất ngờ, hot youtuber Minh Ngọc cũng ngoái mũi giống người bình thường. Thật là lý thú đúng không mọi người? Sleep at night. Outfit cuối cùng này của chúng mình thì thực sự không match nhau một chút nào cả, nên hầu như bọn mình không có ảnh đẹp từ cái outfit này. Tự dưng trung tâm thương mại bật nhạc là bọn mình liên tưởng tới các chụp ảnh của tạp chí nên bắt đầu đi qua đi lại để tạo cái background. Và kết quả là chả ra đời bức ảnh tạp chí nào mà chỉ có hai con dở hơi cứ chạy qua chạy lại trước cửa Starbucks. Ra nguyên nhân chính là bọn mình không cho ra được bức ảnh nào đẹp là bởi vì outfit này thì mình đã thay ngay một chiếc áo phông khác. Về bản chất khi ngồi quán cà phê chụp ảnh thì các bạn chỉ cần lưu ý là cười thật tươi cũng như là tạo những cái dáng thật tự nhiên là ok lắm rồi. Sau đó thậm chí bọn mình đã bê cả ghế ra ngoài ngồi để có thể có background góc rộng hơn.
Sự thật lúc này bọn mình chẳng có gì để cười với nhau đâu và cũng chẳng nói chuyện gì với nhau cả, nhưng mà để cameraman bắt được khoảnh khắc nên là phải giãn chân tí mọi người ạ. Cho mèo thì bọn mình đã bắt đầu tạo dáng nghiêm túc hơn. Thật sự Starbucks ở Enmore Hà Đông này thì bé thôi, nhưng mà có rất là nhiều góc tha hồ sống ảo luôn mọi người ạ. Cái tip chụp ảnh quan trọng nhất và chủ chốt nhất mà quên nói với mọi người đó chính là phải mặt dày, cực dày luôn nha. Nhìn cái cách mà bọn mình bấu víu vào cái cửa này thì các bạn đủ biết thế nào rồi đấy. Và đó tất cả những cái tips chụp ảnh dành cho đôi bạn thân. Nếu các bạn có muốn mình và Minh Ngọc collab thêm với nhau để ra những cái video chủ đề như nào thì các bạn có thể comment bên dưới cho bọn mình biết nha. Cảm ơn các bạn vì đã xem video, nhớ like và subscribe cho mình để mình có động lực ra những video tiếp theo nhé. Giờ thì bye.